người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi tới mọi người một cái video giới thiệu sơ qua một sự phát triển, một bước tiến bứt phá của hãng Kia Motor. Đó chính là vào ngày 20 tháng 2 năm 2020, Kia Motor đã công bố phát triển hệ thống ICT Collector, hộp số thông minh lần đầu tiên trên thế giới. Và đúng ngày 20 tháng 2 năm 2020, Kia Motor đã tuyên bố họ đã phát triển hộp số tự động thông minh CNTT lần đầu tiên trên thế giới, cho phép xe xác định được hình dạng đường, điều kiện giao thông phía trước khi tham gia. Theo đó, hộp số này sẽ tự động sang số dựa trên các điều kiện thực tế. Trước đó, Kia Motor cũng đã áp dụng công nghệ tự động thay đổi chế độ nghiêng của người lái, tức là chế độ lái thông minh Smart Trim IVT, những công nghệ tự động chuyển sang điều kiện đường và giao thông như CNTT. Đây là lần đầu tiên được áp dụng. Hệ thống chuyển đổi kết nối CNTT được sử dụng chung trên nền tảng công nghệ cảm biến Cruise Control, dẫn đường 3D, bản đồ 3D với sự chuẩn xác cao cùng với các camera và radar để điều khiển hành trình thông minh. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ CNTT, ước tính có đến 40 bằng sáng chế chính đã được nộp đi trong và ngoài nước. Về cơ bản, công nghệ hộp số mới này cho phép xe tự động chuyển sang số tối ưu trên các dữ liệu phân tích về thông tin chiều cao của đường, độ cong của đường, loại đường, thông tin tốc độ và khoảng cách giữa các phương tiện với nhau thông qua camera phía trước cùng với hệ thống radar truyền dẫn thông tin tới ICU. ICU được báo hiệu sử dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo để dự đoán kịch bản chuyển số tối ưu cho các tình huống lái xe và thời gian thực tế để điều chỉnh các bánh răng chuyển động phù hợp. Kia Motor đã cho chạy thử nghiệm chiếc xe có hệ thống CNTT trên một con đường cong và nhận thấy rằng tốc độ vào cua trong góc cua đã giảm đến 43% so với chiếc xe hiện có. Nó có tác dụng giảm căng thẳng cho người lái xe và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, khi vào đường cao tốc bạn muốn tăng tốc độ, chế độ lái xe tự động sẽ chuyển sang chế độ thể thao, do đó sẽ rất dễ dàng để tham gia giao thông trên cao tốc. Cùng với đó, xe sẽ tự cảm nhận khi xe chạy quá tốc độ, xuống dốc hay thay đổi tốc độ của đường. Hệ thống phanh sẽ tự động được kích hoạt khi người lái nhả chân ga. Việc truyền tự động điều chỉnh cảm giác lái được cải thiện. Khi các nhà nghiên cứu lái xe từ viện nghiên cứu của Kia Motor tại Lam Dung đến trụ sở Yangjaedong, Seoul, chế độ dự đoán phía trước đã được kích hoạt với tần suất khoảng 31%, cải thiện đáng kể khi lái xe. Công nghệ CNTT được kết nối với phương tiện một cách tối ưu, hỗ trợ cho những người lái xe khi chưa biết về đường đi và lộ trình đi. Vì vậy, giúp hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu và lái xe an toàn trên lộ trình. Kia Motor có kế hoạch phát triển công nghệ CNTT kết nối với đèn giao thông dựa vào kết nối 4G hoặc 5G và phát triển các công nghệ hộp số thông minh hơn bằng cách xác định xu hướng của người lái và điều kiện chuyển đổi các số. Theo một kỹ sư nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Kia Motor cho biết, ô tô hiện nay đang được phát triển vượt ra ngoài các phương tiện giao thông đơn giản, di chuyển thông minh hơn. CNTT là một công nghệ tiên tiến và đã được tối ưu hóa. Em mong rằng những cái chia sẻ về thông tin vừa rồi cũng mang đến cho mọi người những thông tin hữu ích nào đó. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.